Xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay mình quay trở lại với chỗ bãi biển của anh Trạng ở gần sân vận động thành phố Cần Thơ. Chia sẻ cùng quý cô chú chị các bạn một lô phôi mai bonsai mini đẹp, thích hợp cho mình ghép những cúc tơ hương hay là đại lộc mini thành phẩm ha cô chú anh chị. Bán giao lưu Tết rồi ha. Giờ lô phôi mai mini nhưng mà super vip nha quý cô chú anh chị. Củ đế đẹp không à ha cô chú anh chị ha. Rồi, kính chúc cô chú anh chị các bạn xem clip hôm nay thật là vui và chọn được cây nào ưng ý thì cô chú anh chị các bạn liên hệ trực tiếp với anh Trạng giúp kênh nha quý cô chú. Rồi, mình xin vô clip luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi, em chào anh Trạng ơi. Ở gì trời? Chị em. Hôm nay em về cái lô mai mà giá rẻ bất ngờ không chị? Để vừa bán vừa như là chi ăn của chú anh chị trong thời gian vừa qua đồng hồ em. Rồi số điện thoại em là 0932999333. Đó là số Zalo ha. Nay em về cái lô mai này em bán cặp theo anh chị, phôi ha. Đây là phôi mai dảo. Rồi, cũng kính mong chú anh chị ủng hộ. Rồi giá rẻ bất ngờ luôn nha anh chị. Rồi. Rồi, cái cặp mã số 26. Hoành là 13. Bán cặp luôn hả? Cặp luôn. Chiều cao là 40. Rồi, cặp số 26 này em xin giao lưu với giá là chưa 500.000. Đây, chi cành đầy đủ nha cô chú anh chị, đâm một luôn cô chú ơi. Đó, phôi mạnh luôn nha cô chú anh chị. Đế đẹp hả anh chị? Phôi mạnh dữ vậy đó hả? Mọc được mập mập không à? Phôi này có em có cho tập tạ mà. Vậy hả? Chứ không phải cho đáp anh hả? Tạ. Rồi, giá nhiêu? 500.000 bao ship nha. Rồi, 500k một cặp bao ship nha cô chú anh chị. Em bắt cặp không bán lẻ nha. 26A. 26. 26 AB đó. Không phải cặp mà cái AB vậy đó phải không? Rồi. Rồi mã số 27. 27 dán bay cho cô chú hai cây súng luôn. Dán bay nha anh chị. Có cụ đế luôn ha anh chị nào. Cụ đế ha anh chị. Tròn tròn ha, cưng ha anh chị. Mã số 27. Rồi mã số 27. Anh quay nhanh quá anh ơi. Trời mình làm lại. Đúng rồi đó, ai có nó vậy đó. Mã số 27 anh chị ơi. Rồi cho em số đo đi. Rồi để dừng lại cái cũ này. Giữ không nha cô chú. Rồi cái cũ này là 18. Cái hoành eo là 12. Chiều cao là 37. Rồi cặp số 27 này em xin giao luôn là 500.000 luôn cô chú chị ơi. Rồi 500k cặp mã số 27 luôn cô chú ơi. Mã số 28. Rồi 28. Rồi 28 đế hả anh chị. Trời này nó quá dữ chị quái luôn á. Nè anh chị ơi. Lấy cái tay cho em mượn. Nè em mã số 28. Rồi củ đế nở hay không chị? Cây đang chú. Cây rất là mạnh không chị? Cây này bự nè, cây này cây củ quái nè. Rồi cái củ đế nha chứ này là 27. Hoành thân là 9. Chiều dài cành bay là 47. Rồi cặp số 28 xin giao luôn là 500.000 luôn chị ơi. Rồi 500k cặp mã số 28 luôn, giá chi ăn nha cô chú anh chị. Có một lần không có lần hai. Giá chi ăn nha anh chị. Rồi. Giá ưu đãi đặc biệt luôn á. Rồi cặp mã số 29 đây. 29. Rồi củ này quái lắm nha cô chú anh chị. Quá đã luôn ha. Mã số 29. Lâu lâu được lần. Mã số 29. Rồi. Chi cành nằm rải rác ở nhiều nơi hơn chị. Rồi. Cho thông số luôn anh ơi, quay hoài anh. Để đẹp hơn chị. Cái bên đây nè, cái bên đây nè. Cái này để đẹp nè, quay này đi. Quay lại. Hoành thân là xin lỗi đi. Đó đòn vàng nữa không? Hoành thân là 12. Đúng rồi. Chiều cao là 64. Cặp số 29 em xin giao luôn là 500.000 luôn. Rồi 500k luôn cô chú anh chị ơi. Cặp số 30. Thôi, 30. Hết biết luôn chị ơi. Ồ có bông luôn nha cô chú anh chị. Dữ luôn. Dảo nha anh chị, nguyên lô này dảo không nha. Rồi chi cành đâm một luôn nha cô chú ơi. Cây phôi rất là mạnh nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị giờ mà để trong mát hơn nó cũng ra tược nữa. Để cho nó ra tược rồi hả chồng cũng được không có sao chị. Mạnh càng mạnh. Rồi mã số 30. Không, nếu mà cô chú anh chị kinh nghiệm là về không gấp chồng. Cứ để đại đi. Hoành là 11. Để đại trong mát rồi nữa nó ra tường. Chiều cao là 62. Rồi cặp số 30 giá là 500.000 luôn anh chị ơi. Cô bầu mình chồng sao cô chú anh chị không về gấp chồng được cũng được nha cô chú. Đừng lo nha cô chú anh chị. Mã số 31. Rồi 31 lại luôn. Là đế quái luôn ha anh chị. Phôi nào phôi nấy nó mạnh nè. Đâm tược phà phà luôn nè. Đâm tược phà phà lá ra phì phì luôn. Ủa không như hút thuốc luôn.
Đấy, nó cho để đẹp không chị? Đấy, đấy quái lắm ha. Cô chú chị xem là này, khi em vệ sinh rồi đế đẹp nha, tại vì bên đây là chưa có vệ sinh nè, chưa có rửa. Đây rửa rồi thấy đẹp trai ha. Bên này là mới đi trồng ao, còn bên kia thì mới là thành phố. Hoành là 12 chú chị ơi. Chiều cao là 55, rồi cặp số 31 này em xin giao lưu là 500 ngàn luôn chị ơi. Rồi 500k cặp mã số 31 luôn nha cô chú ơi. Mã số 32. Rồi mã số 32. Rồi đế quái này không chị? Này quái ha. Rồi 32 luôn. Mà nha cô chú ơi, cây nào cây nấy đâm mục nha cô chú ơi, xanh dần hết nha cô chú anh chị nè. Hôi mạnh ha cô chú. Nhỏ mà có vỏ. Mấy cây này mình về ghép đại lộc cúc hương vô là chơi giật giật luôn nha cô chú anh chị. Này mình ghép năm nay năm sau chạy cho Tết bán được. Đúng rồi, vừa đó. Mấy người nhà vườn á mình mua về mình ghép. Gì trợ lý. Rồi, cái năm sau. Bình Thăng là 13. Chiều cao là 64. Cặp số 32 giá 500 ngàn chú chị ơi. Rồi 500k nha cô chú anh chị. Cặp số 33. Rồi cặp mã số 33. 33 là giá siêu hả anh chị? Rồi giá siêu, hai cây đồng thanh, đồng thủ, đồng cũ luôn nha cô chú anh chị. Có củ đế luôn anh chị, củ đế tròn vo luôn. Rồi, ha. Phôi mạnh luôn cô chú anh chị ơi. Nói chung là tất cả các phôi là làm đều mới bứng không nha chú anh chị. Yên tâm ha. Phôi super mạnh luôn nha. Không phải phôi em để nằm lâu hả anh chị? Mới bứng không mà, cho nên là ok lắm nè. Em đo củ đế này nè, cái củ này là đặt luôn hả anh chị, là 25 ha. Hoành là 12, chiều cao là 60. Rồi mã số 33 em xin cho luôn là 500 ngàn. Rồi 500k mã số 33 luôn cô chú anh chị. Số 34. Ồ dáng bay của chị ơi. Một... ủa dáng bay hay là hai cây đồng thanh đồng thủ luôn ha. Cái này là lửa. Lửa. Rồi đồng thanh đồng thủ đồng cũ luôn nha cô chú anh chị. Đồng dáng, đồng chiều cao luôn. Đồng được, đồng chi cành luôn. Quá dữ. 34. Đồng cặp nha, một cặp này là đồng rất là xứng hả? Không nói được gì. Không nói được gì luôn hả? Không biết, không cho nói luôn hả? Rồi, điều quá, điều không nói được gì. Nói không cho ta nói. 34 chị ơi. Bình Thăng là 14. Rồi. Chiều cao là 70. 34 là 500 ngàn luôn chú anh chị ơi. Rồi 500k một cặp luôn nha cô chú anh chị ơi. Quá rẻ luôn. Đó, anh chị xem ha, quái ha. Rồi cũng cùng luôn nha cô chú, cùng dán luôn cô chú anh chị ơi. Trời ơi mấy anh này lửa sao đẹp đẹp không. 35 nha chú anh chị. Cái này về ghép bạch mai vô cũng dán quái đẹp, củ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Em nói rồi, mấy người nhà vườn mình mua về mình ghép, tới năm sau anh bán. Rồi thân chó luôn anh ơi. Đó phôi đâm tược cô chú, hình như phôi nào cũng thấy đâm tược hết trơn nè. Cái cũ này là 21 dây. Còn eo là 11. Chiều cao là 48. Rồi cặp mã số 35 giá 500 ngàn luôn. Rồi con dê 500k. Mã số 36. Ôi ôi quá đẹp. Quá. Mới tắm xong nè. Quá đẹp không chị? Sạch sẽ luôn. Rồi xem nhìn cú đế này không chị? Cực kỳ đẹp ha, đây nè. Rửa vệ sinh xong nó vàng thật hay không chị? Cây này nó dốc bọc rất là đẹp ha. Chi cành đều cho nên chị đóng chi cành đều ven luôn. Mã số 26, hoành là 12. Chiều cao là 55. Cái cũ này là 24. Rồi 36 cũng 500 ngàn luôn nha chú anh chị. Rồi 500k luôn nha cô chú anh chị. Phong vẫn đâm được xanh dần ha cô chú nha. Đây đây. Mã số 37. Rồi mã số 37 luôn cô chú anh chị ơi. Chị xem ha, lá non này không chị? Chớp chớp rồi. Cây này đâm tược sống khỏe ha không chị? Một bự bự luôn cô chú anh chị ơi. Cái tược nó uống nu hả anh chị? Này nè, tược nè, uống nu à. Theo mình chủ. 37 nha anh chị. Rồi 37 nha, Hoành Thăng Y9 này là 16 chị ơi. Chiều cao là 57. Rồi cặp số 37 nam sinh giao lưu cũng là 500 ngàn luôn. Rồi 500k luôn cô chú anh chị ơi. 38. Rồi nhắn đi chậm. 38. Rồi cặp 38 nha cô chú anh chị. Rồi cái này đế nôm nữa anh chị. Cái này đẹp nè. Cái này nhỏ mà quá, khéo cây nè. Xem này. Cái này mà mình ghép mai đại lộc vô gì là đáng đồng tiền bát gạo luôn á. Lên tiền vô chụp luôn. Đất làm cái ghim đó nữa, đế này đẹp. Cái này kiểu lắm đẹp này ha. Thì tiếp đi này 39 tới 40 giờ tới. Rồi, cho thông số luôn anh ơi. Số lại. Rồi, sửa số lại được.
Cái củ này là 21 ha anh chị. Cái hoành thân này là 10. Chiều cao là 65. Rồi cặp số 38 này em xin giao luôn là 500.000 chú chị ơi. Rồi 500k luôn cô chú ơi. 39. Rồi cặp mã số 39 luôn. Bay. Hai cây bay luôn nha cô chú anh chị. À, cây này đỡ lên chút xíu nữa. Ừ. Là nó đồng dáng với cây kia đỡ lên anh. À, đúng rồi. Rồi hai cái cũ gần gần giống nhau luôn à. Chị xem nè. Đó, vậy đó. Chưa lên hả? Không giống bên lên được. Lấy cục cắt đó. Rồi vậy được rồi, vậy ta về là chị nhìn thấy là biết rồi. Thấy là biết liền phải không? Rồi cái cũ nhìn cái cũ nè. Cưng ha. Cưng do hay không chị? Rồi đó thông sớm luôn đi nha. Đây cái nào cũ mà. Cũ này hở nắng nè. Cũ 19 ha chị ơi. Hoành là 10. Chiều dài dáng bay là 45. Rồi cặp số 39 này 500.000 chú chị ơi. Rồi 500k cặp mã số 39 nha cô chú anh chị. Mã số 40. Rồi mã số 40. 40 là tới phôi anh chị ơi. Rồi cái phôi mai củ đế nở hả anh chị? Phôi mai vàng củ đế nở. Đó. Cho mượn cái viết luôn nó ơi. Viết lông á. Rồi. Mã số 40 anh chị ơi, củ đế nở ha. Đây nè. Khá đẹp nha anh chị. Rồi củ nè. Cái củ này là đặt anh chị 27. Hoành thân là 13. Chiều cao là 36. Mã số 40 em xin giao luôn là 600.000 anh chị. Rồi 600k mã số 40 cô chú anh chị ơi. Cây khá đẹp nha anh chị. Tay cầm điện rồi. Rồi mã số 41. 41 nha cô chú anh chị. Rồi 41. Rồi đế nôm ha anh chị. Đế nôm tay cành nhịp nhàng ha. Cây khá rồi. Đẹp như vậy. Đế điều luôn hả anh chị. Đế bỏ điều 24 giờ luôn. Cây này quái lắm, quái nha cô chú anh chị. Đấy là quanh là bỏ cái chi đó đi anh. Ừ. Quanh này đi. Để rồi giờ nó gian. Quanh là 13. Rồi quanh 13. Chiều cao là 39. Rồi mã số 41 em xin giao lưu giá là 600.000 anh chị ơi. Rồi 600k mã số 41 nha cô chú anh chị ơi. Mã số 42. Ngủ hả? 42. Mã số 42. Nhậu quên không? Quên. Mã số 42 anh chị ơi. Rồi nhậu cũng quên chứ nhà xỉn thì quên. 42 là cái đế nôm heo chú anh chị. Đế nôm. Mã số 42 nha cô chú anh chị. Tất rồi. Cả phôi này là đều là bonsai anh chị, mình về mình ghép mình để bàn chơi là ok anh chị ơi. Rồi cái hoành. Hoành là 17. Chiều cao là 44. Rồi mã số 42 xin giao lưu là 600.000. Rồi 600k cô chú anh chị ơi. Mã số 43. 43. 43 là dáng thú nha anh chị. Cây rất là quái ha. Đó, dáng thú. Đó, hình nó nằm ha anh chị. Rồi cho thông số trồng, luôn. Mình để dựng gì nữa cây nó đẹp ha. Nó hơi bị nghiêng. Không để gì mới đẹp chứ đừng. Hoành là 12. Chiều cao là 34. Rồi mã số 43 là 600.000 anh chị ơi. Rồi 43 600k luôn nha cô mã chú ơi. Mã số 44 thương ơi. Ủa hả? Rồi quên luôn rồi. Rồi kìa. Mã số 44. Rồi 44 nha cô chú anh chị ơi. Dán cái này phong cao này giống như không biết dán gì luôn. Chỉ cành đủ luôn nha cô chú anh chị. Đây cây sữa nha ơi. Rồi. Rồi. Mã số 44 anh chị dáng siêu ha. Hoành thân là 18. Chiều cao là 70. Mã số 44 xin giao lưu giá là 700.000. Rồi 700k luôn nha cô chú anh chị. Mã số 45. Rồi mã số 45. Rồi mã số 45 cây trực lắc ha anh chị. À. Cây phôi mai vàng ha anh chị, trực lắc. Rồi thông số anh ơi. Cây đế điệu chứ anh chị, ở dưới đế nó xù ha anh chị. Rồi cái hoành thân này là 16. Chiều cao là 48. Mã số 45 600.000 chú chị ơi. Rồi 600k nha cô chú anh chị. Mã số âm thanh rất là mã số 46 mày chưa thiệt. Mã số 46 đế nôm ha anh chị. Rồi 46 đế nôm.
Rồi thông số luôn anh ơi. Số này không có gì mà giỏi, ở rồi nhậu rồi giỏi lắm. Biết đâu số rồi. 16. Hoành thân là 15. Đó như là hiểu rồi, chiều cao là 44. Này nôm cao là 19 hay anh chị? Mã số 46 giá là 700 ngàn anh chị ơi. 700k mã số 46 cô chú anh chị ơi. Mã số 47. Rồi 47 một cây super quái luôn cô chú anh chị. Cái này rất là đẹp chứ cô chú. 47. Đế quái không chị? Nè đế nè. Chị xem ha. Cái phôi này là tất cả đều là phôi zin hả anh chị? Phôi em bứng đất zin hết trơn ha. Mới bứng về không mà nói chung là khoảng cô chú chị để trong mát khoảng chừng cả từng nửa tháng là cây sẽ đâm tược ha anh chị. Rồi, giá thông số luôn nha. Cây mạnh lắm nha. Hoành là 15 chị ơi. Chiều cao là 39. Cái củ đế này là củ đế là 38 ha anh chị. Rồi mã số 47 năm sinh giao lưu giá là 700 ngàn. Rồi 700k mã số 47 luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 48 là 48 màu cây còn vip dưới nữa nha cô rồi, chú anh chị. Là cây xù nha anh chị. Mấy pho này tặng Trạng Quỳnh đích thân đi luôn. Mã số 48 là cái pho mai xù. Xù da me nha anh chị. Cây này dốc đọt ha. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế đẹp đế quái luôn. Cái củ rất là bự nha anh chị. Rồi đó luôn nhìn meo luôn anh ơi. Cái hoành này là 15. Chiều cao là 48. Khỏi đâu cũng đến. Rồi giải ra luôn anh ơi. Mã số 48 xin giao lưu giá là 700 ngàn chị ơi. Rồi 700k luôn nha cô chú anh chị. Mã số 49. Rồi mã số 49 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi 49 là nguyên con thú nha anh quá chị. Quá trời đã ha. Ồ cái tàu quái anh chị có cái gù lưng nè. Chị xem nè. Cây này nhỏ gọn ha anh chị. Này đúng mini bonsai đẹp lạ nha cô chú anh chị ơi. Ghép vô gọn cái đã luôn ha. Cái này mình chơi hình chữ nhật á. Cái chậu hình chữ nhật á. Chị thấy mấy cái cưng lắm. Có chân có giò luôn nha cô chú anh chị. Như cái con kỳ đà hay gì nhỉ? Hà mã. Con kỳ đà đi dinh xoẹt hả? Đó mà mạnh 15. Chiều cao 20. Chiều dài là 25 này đúng cắt bonsai luôn chị ơi. Mã số 49 giá là 600 ngàn nha chị. Rồi. Mã số 50. Rồi 50 cô chú rồi, anh chị ơi. 50 là nguyên cái củ đế đặt ha anh chị. Đây nè, cây này xù nha anh chị. Xù da me ha. Chị xem ha. Nè, xù hết trơn luôn anh chị. Đó hai cây hơn. Củ đế đặt ha anh chị. Củ đế quá xá luôn nha. Rồi, cho em thông số luôn anh ơi. Rồi. Cái củ đế này là 45 nha. Cái hoành thân này là 14. Chiều cao là 36. Mã số 50 em xin giao lưu là 700 ngàn em bao ship nha. Rồi 700k cô chú anh chị ơi. Mã số 51. Rồi 51 là nguyên con thú nằm luôn ha anh chị. Đây là cái củ này là củ xù nha. Đây. Chị xem cái củ khúc này là xù luôn anh chị. Xù hết luôn nha. Hết cái củ luôn. Rồi đế thú nằm luôn nha cô chú anh chị. Xù dưới đây luôn ha anh chị. Quá xa cái củ rất là đẹp ha. Đây cái củ này ha anh chị. Cái củ này là 20-21 ha anh chị. Hoành thân ở trên là 14. Cao là 58. Chiều dài thú là 25 ha. Rồi mã số 51 em xin giao lưu là 700 ngàn. Rồi 700k mã số 51 cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 52. Ồ 52 một củ dữ dằn luôn. 52 rồi cái củ trà bá nện luôn. Quái ha anh chị, rất là quái ha. Củ dán siêu luôn nha cô chú anh chị. Cái này của anh chị về mình chơi con sai là tuyệt vời luôn ha anh chị. Rồi treo thông số luôn nha. Quẩn luôn. Cái này củ này nó này là đẹp luôn nè. Rồi, cái củ này là 32. Hoành là 15. Chiều cao là 39 ha anh chị. Cái mã số 52 này em xin giao lưu là 700 ngàn. Rồi 700k luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 53. Đây anh chị xem ha. Mini ha, nguyên cái cũ luôn. Ôi ơi. Nhỏ bonsai nhỏ anh mini chơi dễ chơi nha cô chú anh chị. Nhỏ có vỏ nè. Đẹp ha. Rồi em thông số luôn anh ơi. Cái gì cười vậy? Cái cũ này là 38. Rồi, cũ 38. Hoành thân là 14. Chiều cao là 25. Rồi mã số 53 xin giao lưu là 600 ngàn. Rồi 600k luôn nha cô chú ơi. Rồi mã số 54. Mã số 54. 54 là 2 cây nha cô chú anh chị. 54 là mẹ bồ con nha cô chú anh chị.
Đó, ông chị xem là quái ha. 54. Đó, 54 ha. Chắc là quái nha. Tuyệt vời không mặt trời. Đúng rồi. Tổng này hả chị? Tổng này là 30. 30. Quanh tháng 9 là 18. Chiều cao là 46. Mã số 54 này em xin giao lưu với giá là 800 ngàn nha chú anh chị. Rồi 800k luôn cô chú anh chị ơi. Rất là quái nha anh chị ơi. Rồi anh thương lắc cái cây gì ra khủng bố bà ba. Rồi tiếp tục là mã số 55. Mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Ủa còn cây nữa. Chưa hả? Ok này để lưu nha cô chú anh chị. Rồi cây này để lưu hả anh chị? Còn lưu luôn à. Còn lưu. Để lưu. Nha em ăn nha đi. Mã. Không có phê phải không? Không có nhiều tiền không có... Rồi mà, bạn mã số 55 chi cành giống như sừng hưu luôn nha cô rồi, chú anh cái, chị đế lưu mà đế nôm hả anh chị? Rồi. Đây nè anh chị xem đế lưu mà đế nôm ha. Đây đế cái lưu này anh chị. Cái lưu hồi xưa á nha. Nè. Này hôm qua em làm là em bị đứt tay luôn anh chị. Mau lạnh lắm tại vì qua bữa sau là lạnh này. Đứt nhẹ ha. Đây củ đây đặt hả anh chị? Hết hồn rồi nha cô chú. Nghe đi anh. Vô anh ơi. Tiếp tục giùm em xem một vòng giùm em nha. Tiếp tục là mã số 55 nha anh chị. Cái luôn nha. Chơi gì làm gì kì. Cái nhà nói là 22 năm nha anh chị. 22 năm. 22 năm tuổi rồi. Rồi chi cành quyết biệt biệt luôn nè cô chú anh chị. Tại vì nha. Chú nói là lúc mà con chú mà mới sinh là chú chồng giờ nó 22 năm rồi. Mẹ đi con vô. Cái phôi này cái đít lộn cái củ nở dữ lắm nha cô chú anh chị. Cái lưu rồi còn anh chị. Cái lưu này lưu hồi xưa đây anh chị. Cái lưu da bò hồi xưa ha. Nè. Đứt tay nữa hồi sao? Hồi xưa mình kêu bằng cái khạp đó phải cái lưu. Khạp. Cái khạp. Đây là đế khạp phải không? Cái này là mai đế khạp. Dữ lắm nha anh chị. Cái này đúng là cây kinh hoàng khủng khiếp nha. Đây nào anh chị xem đế trong nè. Đó. Nhẹ thùng đế. Đế ha. Hàng khủng nha cô chú anh chị ơi. Đặc biệt là cái phần chỗ này ha, quá chừng quá đất luôn ha. Chị xem mà cái răng này ha nè. Đó, rất là đẹp ha anh chị. Dọn răng ha anh chị. Rồi đây anh. Không sớ luôn đi anh ơi. Chỗ này cành thì điệu vô ha anh chị ơi. Nách nó xù chảy xù nè nha cô chú anh chị. Xù chảy nè. Hay nè, mấy nách này chảy xù vô nè. Do hồi nó con giao xuống chị nó ăn gian để nó quay qua vòng. Ai biết ăn gian tao nói ăn gian cái gì đâu. Có chưa hẹn gian. Quanh là 59 hả anh chị? Đây 59 nha. Thôi năm... gọi. Em quen. 59. Đó, chị xem ha. 59 quanh nha. Rồi quanh 59 nha cô chú anh chị. Cao anh ơi. Chiều cao là 111. Ba cái gậy. Rồi, ba cái gậy, chiều cao là ba cái gậy. Rồi, chiều đế nôm. Chiều cao đế nôm là 4 tấc nha anh chị ơi. Rồi, chiều cao đế nôm là 4 tấc nha cô chú, 40. Hết biết cái hàng cũ luôn. Tổng cái cũ đế đặt này anh chị. Cái cũ đế đặt này là 118 nha. Rồi, cũ đế là 118 nha cô chú anh chị. Rồi, quý vị xem để đo cái chi đầu tiên cho anh chị xem nha. To. Rồi. Cái chi đó. Cái hoành này là 26 nha anh chị. Rồi, 26, chi vú bò, chi ra bên kia là vú bò luôn nha cô chú anh chị. Nè chi nè đó chi đó này chi này vú bò nè thấy không vú bò là may mắn không vú bò nữa nó nở nó nở cái đó hả? Một cục bự nó nu ra ha nu. Đây là 19 nuôi vú bò số mấy này rồi mã số 55 cây đế khạp này em xin giao lưu với giá là 16 triệu hơn chị ơi rồi 16 triệu nha cô chú anh chị ơi này mai vàng nha anh chị mai vàng đế khạp rồi ơi đừng có khiến thầy ơi rồi chào hết giùm em nha còn cây nữa ủa chụp hình không chớp rồi lỡ cây giùm nha cô chú anh chị ơi tiếp tục là một phôi ma xù nha cô chú anh chị nổi không rồi mã số 3A56 rồi mã số 26 là phôi xù 100% nha cô chú anh chị 56 rồi 56 là cái cây xù nha anh chị cây xù 100% nha đây chị xem ha xù ha đó chị xem ha
Sùi chả nha anh chị, 100% luôn. Tới đế luôn nè anh chị ơi. Mày ở đế là nó có trứng luôn nè anh chị. Nè. Nó trứng ha, trứng em. Nè. Nè, đó chị xem ha, trứng nè anh chị. Đây. Đây có nguyên cục nè. Kỳ cười thấy ớn hàng. Rồi cho em thông số luôn đi anh ơi. Quá xá cái sù này. Quá xá. Không thể diễn tả nổi. Rồi. Cái củ đế này là 90 91. 91 cho cô chú anh chị. Hoành là 44. Hoành 44. Đây đây đế đặt chỗ này một cục luôn nha cô chú anh chị. Đây là đặt nè. Còn đi xuống đây nè. Chiều cao là 63. Tổng hoành đế là 150, 170, 180. Rồi, tổng hoành đế 180. Đây, anh chị xem ha. À, xù quái luôn nha cô chú anh chị ơi, đế khủng luôn ha cô chú, đế đặt đế khủng luôn. Vàng 18. Rồi, giá giao lưu nhiêu anh ơi? Rồi, cây xù này mã số 56, em xin giao lưu của anh chị là 18 triệu ha, em bao ship nha anh chị ơi. Rồi, 18 triệu phôi mai xù mã số 56 nha cô chú anh chị. Rồi, xù là xù 100% luôn nha anh chị. Đế thì đế VIP nha, đế đặc khừ luôn. Đó, chị xem nước xù này ha, dữ dằn lắm nha anh chị. Rồi, có chi cầm luôn nha cô chú ơi. Đế thì đế VIP anh chị, đế nè ha. Chị xem mặt đế quá xá luôn nha. Không còn gì để tả nữa. Và mã số 56 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị tham gia ủng hộ em ha. Cô chú anh chị ủng hộ em thì mình liên hệ số điện thoại 0932 999 393. Đó là số Zalo luôn. Dạ. Thì cô chú anh chị mình bấm đăng ký kênh ha, để đón nhận những video mới của em. Em xin kính chào, hẹn gặp lại. Dạ. Rồi, xin cảm ơn anh đẹp trai luôn. Dây hội đức dây. Rồi, xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ, đã xem clip. Tiền cây rồi.